với các bạn. Hôm nay anh Thư làm một video clip rất là thú vị về một loại kẹo có tên là Makuragwa Franken. Đây là một loại kẹo cao su, khi mà mình ăn vào thì cái lưỡi mình nó sẽ xanh lè, rất là thích hợp cho việc hóa trang vào ngày Halloween sắp tới, 30 tháng 10 đó các bạn. Bạn có biết tại sao mà anh Thư tìm ra được chỗ mua kẹo này không? Đó là một ngày đẹp trời và anh Thư ngồi lướt Facebook, tự nhiên thấy shop Ken.d họ up lên nhiều loại bánh kẹo rất là dễ thương dành cho ngày Halloween. Trong đó anh Thư ấn tượng nhất là với kẹo cao su Makuragwa Franken này. Và anh Thư không biết là khi ăn vào thì trong cái lưỡi mình nó sẽ kinh tởm đến cỡ nào. Nên là ok, anh Thư cũng muốn ăn thử và cũng cho các bạn xem luôn để cảm nhận cùng với anh Thư nha. Bây giờ anh Thư sẽ mở cái hộp này ra. Cái hộp kẹo này có giá là 30.000 và trong hộp này gồm có 8 viên kẹo cao su. Đây, rất là đáng yêu, hộp kẹo nhỏ xíu và đáng yêu lắm. Đây, các bạn thấy không? Wow, thơm lắm các bạn ơi. Thơm lắm luôn. Các bạn có thấy những cái viên kẹo không? Những viên kẹo trong đây có hình tròn. Nè, các bạn xem cái chiếc hộp của chúng ta ha. Một cái anh zombie và để cái viên kẹo tròn này ngay lưỡi và lưỡi màu xanh lè luôn. Wow. Ok, bây giờ anh Thư sẽ thử một viên xem sao nha các bạn. Các bạn chuẩn bị nha. Wow, cái vị rất là ngon các bạn ơi. Đến Thư suy nghĩ ra là vị gì? Chua chua, giống như vị táo nhưng mà nó chua chua. Wow, rất thơm và ăn rất là ngon. Các bạn ơi, các bạn có thấy miệng của anh Thư biến đổi chưa? Nó có xanh đó các bạn. Vậy tại sao ta? Bây giờ anh Thư thử ăn thêm một viên nữa xem như thế nào nhé. Có thể là họ bán một hộp này đang hết một hộp, rồi cái miệng nó mới xanh hay sao á. Anh Thư cũng không biết nữa nhưng mà thấy nó rất là ít. Ăn tiếp nữa xem như thế nào nha. Lần này bỏ 2 viên vào miệng luôn. Kẹo này á, hôm nãy như là hai cái viên vừa rồi mà anh Thư ăn cũ á, nghe khoảng chừng, nghe nhanh nha, khoảng chừng 5 đến 7 phút là tự nhiên thấy nó bay bay cái mùi ngọt đi từ từ, nó mau hết ngọt. Các bạn ơi, các bạn ơi, bây giờ đã xanh rồi các bạn ạ. Xanh được một chút, anh Thư hiểu rồi. Hiện tại trong đây còn 4 viên nè. Mình mà mua cái hộp này về á là mình phải xài hết luôn. Phải ăn hết 8 viên ở trong đây thì nó mới thật sự nó xanh cả một cái lưỡi. Chứ không thể nào một viên mà xanh hết lưỡi được. Anh Thư tưởng là nó có một sức mạnh vô biên đến như vậy. Ok các bạn ơi, đây là hiện tại cái lưỡi của anh Thư có 4 viên nha. Nó xanh nhẹ thôi à. Bây giờ anh Thư sẽ đổ luôn 4 viên này ra. Cái viên xương gum trong miệng của anh Thư đang ngày càng to dần. 2 viên tiếp theo nè. Hai viên cuối cùng. Mới vô thì cái mùi nó thơm mà nó ngon cũng khiếp luôn á. Cái cảm giác bây giờ như là đang nhận một cái cục bít ba bô rất là to. Các bạn ơi, sau những cái giây phút nhai kẹo cho nó đều hết lưỡi thì cuối cùng các bạn thấy lưỡi anh Thư không? Nó cũng xanh, nó xanh cũng đều rồi. Nhưng mà
các bạn thấy đó, đúng là người ta bán một cái hộp này để mình ăn hết một hộp luôn thì lưỡi mình nó mới như là mong đợi. Nhưng dù sao thì nó cũng không thể nào xanh lá cây như cái hình này được ha. Là nhắc na được chưa? Make up lên một chút nữa và cái lưỡi như thế này là cũng đủ để đi chơi Halloween đúng không các bạn? Ok các bạn ơi, vậy là hôm nay anh Thư đã review cho các bạn về một loại kẹo có tên là Makurakwa Franken này ha. Ăn xanh lưỡi, thực tế không xanh như trong hình cho lắm. Ok, vậy là nếu như tất cả các bạn thích kẹo này vẫn có thể mua được, vì anh Thư thấy là cái hương vị và cái mùi thơm nè nó rất là ngon, bao đảm tất cả các bạn nhỏ mà ăn rồi nó rất là thích. Nó ngọt, nó chua nè, giống như là cái vị táo vậy á. Nhưng mà mình nhai khoảng nhanh nhanh khoảng 7-8 phút, từ từ thì nó sẽ mất mùi đi và nó sẽ lạc. Và trên lưỡi chúng ta bây giờ sẽ động lại một ít màu xanh trơn, chứ không phải là xanh hết cả lưỡi. Xanh mà xanh lá cây đúng nghĩa luôn thì không phải. Ok, vậy là cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Nếu tất cả các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Song Thư ra nhiều video clip mới. Bye bye và hẹn gặp lại. Anh Thư love you. Với một người ăn cay giỏi nhất trong gia đình Đại Song Thư, người đó là ai? Bây giờ các bạn hãy cùng xem nhé. Có lẽ trong tất cả các bạn ai cũng đang thắc mắc anh chàng bí ẩn này là ai đúng không? Xin giới thiệu đến mọi người. Đây